Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị em và con cô bác nha. Em Nguyễn Thịnh Bến Tre đây chào đến bà con. Trước mắt em bà con mình là xe Ertiga đời 2017 anh chị nha, đời cao cấp nhất của dòng Ertiga mẫu này. Đấy, ga đăng mới, đít mới, nút đề, máy mới. Đó, full đồ chơi màn Android nè anh chị nha. Đó, cặp đèn bi phía dưới nè, 4 mâm 4 giỏ mới, sơn si đẹp, xe riêng nguyên con, keo chỉ nguyên bản, máy số riêng. Đó, anh em có để ý không? Vừa qua thì em có quay một chiếc xe giống vậy mà màu trắng đời 2015, em quay ở cái góc này nè anh chị nhớ không? Thì xe đó đời 2015 đã bán là 315 rồi. Xe này 2017 nó khác đít đầu, nó khác nút đề, khác cái máy rồi. Mà em để cho anh em mình chỉ có cao hơn có nhiêu đâu 13 đồng nữa là 328, bao tốt. Ha, giá này mà trên chợ hiện tại bây giờ nó tầm khoảng là 350, 360 anh chị nha. Đó, xe mới nữa gần 600 anh chị ha. Giờ bán giá này có nửa giá anh chị, chạy mới có 3-4 năm anh em thấy không? Mất hết nửa giá trị xe rồi. Tội gì mua xe mới anh chị. Nếu là người tiêu dùng thông minh nên chọn mua xe cũ mà xe lướt lướt hoặc xe đời cao ha anh chị ha. Còn mua tập lái, mua xe cỏ thiệt là cỏ luôn, giá cực kỳ rẻ luôn anh chị nha. Đó, còn anh em nào mà kinh tế không có đủ, không có tiền không đủ cao thì mua tầm 200 cũng ok. Đối với trường hợp suy nghĩ của em, còn suy nghĩ anh em như thế nào anh em trả lời cái bình luận cho em hiểu rồi. Đó, xe này thì cảm biến ghe full đồ chơi, chất xe rất là đẹp anh chị, nhìn đèn đốm đó nè, bon điện keo chỉ nữa nè, keo chỉ gồng về máy về 100%, 4 mâm 4 vỏ mới tinh. Đó, mâm lớp vỏ ngon lành. Đó, nóc xe rất là đẹp luôn. Đó, tích hợp xi nhan gương luôn nè anh chị. Đó, 4 mâm 4 vỏ mới như nhau, rất là xuất sắc luôn anh chị nha. Gầm xe 10 điểm luôn nhưng mà mỗi tội có cái hơi dơ thôi. Rồi để mở cái cốp sau cho anh em mình xem nha. Riêng nguyên con hết anh chị nha. Đây, con điện riêng hết nè anh chị. Xe này không gọi là cọp, không lẽ là gọi là mèo anh chị. Thôi gọi mèo đi. Xe con mèo để cho anh em mình vui, chứ nhiều khi mình quay nói xe cọp hoài cái anh em mình nói mày xe gì cũng nói cọp. Cọp là ở đây là cái gì anh em? Cọp ở đây là cái chiếc xe mình tuy là đời nó hấp nhưng mà chiếc xe mình còn chắc, còn giống như nước sơn hay là dàn ghế nó nhăn nhăn như thế này là không có sao. Nếu mà gọi là xe cọp mà dàn ghế nhăn nhăn gì không đáng kể. Cọp ở đây là cái gì? Thứ nhất là về keo chỉ, thứ nhất là máy móc gầm bệ, thứ hai về 5 tháng thời gian sử dụng. Đó, thời gian sử dụng xe này ví dụ đời 2017 đã sử dụng 5-6 năm rồi nhưng mà chiếc xe như thế này gọi là cọp. Còn nếu mà đời này đời 2022 mà chiếc xe như thế này gọi là xe mèo. Đó, có nghĩa là xe đời mình chạy nó 5-6 năm rồi mà còn mới như thế này gọi là cọp, và không lỗi thì gọi là cọp. Đấy, mình định nghĩa cho nên mình hiểu. Có nhiều anh em không hiểu cứ lên nói trên mây với gió mệt ghê luôn. Em nhìn nè, chưa mấy ngóc nào còn mới tin luôn nè anh chị ha. Học để đồ đó, đầy đủ hết anh chị ha. Bon điện keo chỉ đầy đủ hết nè, nguyên vẹn hết anh chị nha. Anh chị mình chỉ việc mua về đi thôi, nói chung là vậy. Đầy đủ 100% hết anh chị nha. Đó, anh em mua về sẵn đi. Đó, quá đã luôn anh chị ha. Tem bọng nữa nè, sùng chỉ nữa nè anh chị ha. Viên hết nè. Túp ly nỉ nè. Túp ly nỉ nè. Túp ly này chỉ xếp với trà lại anh chị. Lấy em lấy trà này nó hơi dơ. Tay cửa nè, con sàn nè, đúng xe gia đình không taxi không dịch vụ anh chị nha. Đó. Con điện ở trong nè, sùng chỉ bắt cửa bản lề nè, cái này hơi dơ nè. Chỉ xếp cho vệ sinh lại. Đó. Quá đã luôn, dàn ghế nè, tem bọng nữa nè. Xuất sắc chưa? Xuất sắc con bà hai chưa? Nhưng mà em con bà thứ 7 luôn. Con bà thứ 7 chứ không phải là xuất sắc rồi. Keo chỉ nè, đó, ngon lành chưa, ốc tán nữa nè, nỉ nữa nè, tay cửa nữa nè, gương kính chỉnh điện gặp gương nè, tay cửa inox nè, vô lăng nè anh chị, nút đề nè, anh em không? Ê, đang quay được cái có khách điện anh em nha, không có quay được. Tay tích hợp xi nhan gương nè anh chị ha, đó, mâm lớp vỏ quá ngon luôn, phong dáng em này nó quá đẹp rồi, anh chị mua về việc lên xe đi thôi. Em này anh em mình có thể mua về chạy dịch vụ, chạy xe hoa, cứ hỏi liên hoan sinh nhật, chạy gia đình, chạy rất là tiết kiệm. Động cơ máy này có 1.4 thôi mà là số tự động của Suzuki Ertiga thì nó chạy rất là tiết kiệm nha. 100 cây anh em mình chạy 6.5 lít xăng. Bên em thì còn Suzuki Ertiga đời này nè, hoặc là còn XL7 để cho anh em mình 490 lướt 2021 chạy 50.000. Em này chạy 100.000 đời 2017 để anh em mình 328. Đó, anh em qua lựa địa chỉ thì anh em cứ gọi Google Thịnh Bến Tre. Đó, anh em nào chưa đăng ký YouTube hay là fanpage thì anh em gọi là Thịnh Ô Tô Cũ Bến Tre để đăng ký để xem được nhiều clip hơn ha. Xe này được hai dàn lạnh luôn anh chị nha, hai dàn lạnh luôn nè. Đó, túp lô túp ly quá đẹp, máy số gầm ngon hết. Để em tắt cái điện thoại em cái để khách nó điện quá. Đó, túp ly này nó quá đã luôn nè, túi khí nè anh chị ha, túi khí bên đó đây nè, đây đèn đốm nè. Đó, vô lăng rất là đẹp luôn nè anh chị ha. Đó, củ số nè, nút đề nè anh chị ha. Đó, nút đề startup quá đã luôn. Rồi để vô xem đèn các cho anh em mình nghe nha. Anh em nhìn vô lăng vậy là thấy đi vào lòng người liền đúng không? Quá xuất sắc luôn. 114.000 anh chị nha. Ô tô chạy 114.000, anh em mua về là chỉ sẵn việc lên xe đi thôi, màn hình Android à.
túp lô túp ly rất là đẹp luôn nè. Rồi giật cabo cho anh em mình nghe phần tiếng máy nha. Em này máy 1.4 rồi, siêu tiết kiệm luôn anh chị, tha hồ sử dụng khỏi sợ hao xăng. Đó, cái máy nổ không nghe tiếng động luôn nè. Đây là số sườn anh chị ha. Đó, số sườn đó, ngon lành hết. ABS nè anh chị ha. Máy nổ êm du luôn nè anh chị nha. Đó. Máy thì hơi dơ tí xíu anh cho rửa máy ha. Hộp số nè, máy số rin anh chị ha. Đó, bình là khô queo luôn, bon điện keo chỉ 100%. Sơn đầu tem bọng nghe mát, tem đèn, tem sườn, tem các nước. Đó, đầy đủ hết anh chị nha. Mình nói chung là xe này anh em mình mua về việc lên xe đi thôi. Xe thì không có một miếng khói miếng hơi rồi, xe này mà có miếng khói miếng hơi chắc chết luôn á. Đó, nỉ cabo nè, đầy đủ zin hết 100% anh chị nha. Cabo hơi dơ tí xíu cho vệ sinh lại luôn. Đó, anh em nào ở mẫu này thì liên hệ cho em, để cho anh em mình là 328, còn giảm còn bớt, có xem là sẽ có bớt. Em Thịnh Bến Tre cảm ơn, chúc em buổi chiều vui vẻ nha.